Kính chào quý vị đang đến với chương trình du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin về hoạt động của ngành du lịch sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua tại thành phố Vũng Tàu, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình kết nối du lịch với thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện hai bên đã giới thiệu tổng quan về thế mạnh, sản phẩm du lịch của mỗi địa phương, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp du lịch hai địa phương đưa khách về du lịch tham quan, nghỉ dưỡng với cam kết chất lượng dịch vụ và giá cả tốt nhất. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với các nội dung. Hai bên cùng nghiên cứu và đề xuất các phương tiện liên kết, hợp tác nhằm quảng bá du lịch của hai địa phương trong các ấn phẩm du lịch trên các trang thông tin điện tử, xây dựng kết nối các tuyến du lịch giữa doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre, khai thác phát triển các tuyến du lịch bằng đường thủy, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn phát triển nội lực. Sở Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đề nghị tạm dừng hoạt động du lịch tại khu vực Hồ Đá Xanh thuộc phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa. Theo Sở Du lịch, Hồ Đá Xanh ngoài việc chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho địa phương, thời gian gần đây còn thu hút đông khách du lịch, người dân địa phương đến chụp ảnh, thưởng ngoạn cảnh quan. Nếu được đầu tư đúng mức, quản lý tốt, nơi đây sẽ trở thành điểm đến du lịch của địa phương. Tuy nhiên, theo Điều 11, Nghị định số 168 ngày 31 tháng 12 năm 2017, quy định chi tiết một số điều của luật du lịch, để đón và phục vụ khách du lịch, khu vực Hồ Đá Xanh cần có đầy đủ cơ sở pháp lý, đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, gồm có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, hệ thống giao thông kết nối, thông tin liên lạc thuận lợi, có điện nước sạch, có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch, bố trí bảo vệ trực 24 giờ một ngày, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đấu giá niêm yết, bố trí nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, thu gom và xử lý nước thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhưng hiện đơn vị đang quản lý khu vực này vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu trên. Do đó, trước mắt, Sở Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa cho tạm dừng hoạt động đón phục vụ khách du lịch, có phương án quản lý bảo vệ chặt chẽ, không cho khách du lịch cũng như người dân địa phương vào khu vực nhằm tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, công ty Viettravel chi nhánh Vũng Tàu vừa tổ chức chương trình hội nghị khách hàng và giới thiệu các sản phẩm du lịch hè 2018 với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, khách mua tour tại Viettravel chi nhánh Vũng Tàu và phòng đăng ký du lịch Bà Rịa từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 5 tháng 8 và thanh toán hoàn tất trước 30 tháng 9 được hoàn từ 500.000 đến 3 triệu đồng đối với gói thanh toán từ 10 đến 60 triệu đồng. Khách mua tour du lịch từ 3 nước trở lên được giảm chi phí hộ chiếu đến 800.000 đồng. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống tham gia các tour của đơn vị sẽ được giảm 2 triệu đồng. Dịp này, Viettravel cũng khởi động cuộc thi viết chia sẻ cảm xúc về chuyến du lịch hè. 10 bài viết hay kèm hình ảnh đẹp sẽ được nhận thưởng trị giá 1 triệu đồng một giải. Cũng trong mùa du lịch hè năm 2018 này, công ty du lịch Viettravel chi nhánh Vũng Tàu sẽ tổ chức hai tour khởi hành từ Bà Rịa Vũng Tàu, giúp khách không phải di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh như những chương trình du lịch khác của công ty. Cụ thể, tour Con đường trên biển, Nha Trang, đảo Điệp Sơn, Ninh Chữ, Vịnh Vĩnh Hy, 3 ngày 4 đêm, khởi hành các ngày 31 tháng 5, 28 tháng 6 và 26 tháng 7. Tour Đà Lạt 4 ngày 3 đêm, khởi hành các ngày 31 tháng 5, 28 tháng 6 và 26 tháng 7. Theo thông tin từ giải golf chuyên nghiệp châu Á Asian Tour, giải golf vô địch nhà nghề Hồ Tràm Player Championship 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 12 năm 2018 tại sân The Bluff Hồ Tràm Strip. Đây là giải đấu golf quy mô khu vực đầu tiên kể từ năm 2015 và được giới chuyên môn đánh giá là sự kiện thể thao lớn của Việt Nam cũng như ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diễn ra trong vòng 4 ngày, Hồ Tràm Players Championship được xếp vào một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp Asian Tour và là giải đấu golf quy mô đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, dự kiến sẽ có khoảng gần 50 vận động viên là các golf thủ đến từ nhiều nước trên thế giới tham gia tranh tài. Ông Michael Kelly, chủ tịch điều hành cấp cao của Asian Course Development cho biết, Hồ Tràm Strip sẽ từng bước đưa Hồ Tràm Players Championship trở thành sự kiện thể thao chuẩn mực mà các sự kiện thể thao châu Á cần đạt được. Chính thức hoạt động từ năm 2014, sân golf The Bluffs nằm ven biển Hồ Tràm đã được đánh giá là một trong những nơi có trải nghiệm golf tốt nhất.
Được thiết kế bởi cung thủ quyền thoại Greg Norman, sân golf mang phong cách links truyền thống đầy thử thách này hiện đang giữ vị trí thứ 35 trong danh sách 100 sân golf tốt nhất thế giới do Golf Digest bình chọn, được tạp chí Golf Magazine chọn là một trong những sân golf mới tốt nhất thế giới năm 2014. Và giải golf Hồ Tràm Open Tour năm 2015 tại Dublin đã được các thành viên Asian Tour bình chọn là sự kiện hay nhất của năm 2015. Thưa quý vị, mùa hè luôn là một cao điểm đón khách của ngành du lịch với lượng khách lên đến hàng chục triệu lượt trong 3 tháng. Để đảm bảo cho công tác đón khách được chu đáo, an toàn, ngành du lịch cũng như các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị khá sớm. Đến thời điểm này thì mọi công việc đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc đón và phục vụ khách đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Đón Tết Nguyên Đán được coi là thời điểm khởi đầu cho hoạt động du lịch của một năm mới, thì mùa hè chính là mùa cao điểm của ngành du lịch với khoảng thời gian kéo dài 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8. Theo khảo sát sơ bộ tại các khu du lịch, các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, công suất phòng trong suốt dịp hè của các đơn vị đều đạt trung bình từ 30% đến 50%. Các ngày cuối tuần, con số này lên tới 100%. Để sẵn sàng phục vụ du khách, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng yêu cầu nghỉ dưỡng của du khách được ngành du lịch tỉnh chuẩn bị từ rất sớm. Theo đại diện các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh, ngay sau kỳ cao điểm Tết Nguyên Đán, các doanh nghiệp đã bắt tay vào việc chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như tổ chức các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên của mình. Tại khách sạn Malibu, để chuẩn bị cho mùa hè này, khách sạn cũng đã có nhiều hoạt động để sẵn sàng đón khách. Theo đó, để phục vụ khách dự báo sẽ tăng cao trong dịp hè, khách sạn đã yêu cầu nhân viên chủ động sắp xếp công việc để tăng ca 100% trong suốt thời gian hè. Bên cạnh đó, công ty đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách như Summer Package hay chương trình kỳ nghỉ cho gia đình Family Package với mức giá ưu đãi 2 triệu 200 ngàn đồng và 2 triệu 900 ngàn đồng cho một đêm với các dịch vụ như gym miễn phí, bữa ăn trưa, tối dành cho gia đình theo tiêu chuẩn phòng, miễn phí hồ bơi dân dân. Ngoài ra, khách sạn còn có các chương trình ẩm thực với mức giá ưu đãi cho khách lưu trú và khách bên ngoài với những thực đơn phong phú nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu cho khách cũng như đảm bảo cho khách những bữa ăn an toàn. Hồ bơi của khách sạn được làm vệ sinh bằng phương pháp điện giải muối, tốt cho sức khỏe cũng là điểm nhấn của khách sạn được nhiều du khách yêu thích. Để khuyến khích khách sử dụng, khách sạn có chương trình tặng nước uống cho khách lưu trú tại khách sạn khi sử dụng hồ bơi. Vào những cái mùa hè, thường thường là các thượng đế rất là thích đi du lịch biển, thì khách sạn cũng có những cái bước chủ động chuẩn bị cho cái nguồn nhân lực để phục vụ cho mùa cao điểm này. Malibu có hai cái chương trình dành cho khách hàng trong mùa hè, đó là cái chọn gói du lịch cho mùa hè và cái chọn gói dành cho gia đình là Family Package và Summer Package. Tuy vậy, một số nơi tại Vũng Tàu thì cũng thấy là họ cũng sẽ tăng giá đột biến. Do đó khách hàng cũng nên cẩn trọng khi mà chọn lựa những đơn vị về vận chuyển cũng như là lưu trú và nhà hàng ở những nơi mà có uy tín, chuyên nghiệp. Và khách hàng cũng nên cần có những cái kế hoạch và có một cái sự đặt dịch vụ sớm để được hưởng được cái mức giá ưu đãi nhất cho cái chuyến đi nghỉ dưỡng của mình. Với mong muốn đưa ra sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách, đồng thời tăng thời gian khách lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, khu du lịch Marina thành phố Vũng Tàu ngoài việc duy trì các hoạt động với chủ đề khám phá biển đảo như các dịch vụ tham quan dọc sông Dinh bằng cano cao tốc để tìm hiểu khu rừng ngập mặn, sản phẩm đặc sắc của Bà Rịa Vũng Tàu, chiêm ngưỡng các bến cảng tàu hải quân, cảng tàu khách Côn Đảo, cảnh sát biển cùng cảng dầu khí với các giàn khoan đang được neo trước khi đưa vào khai thác. Năm nay, Marina đã chính thức đưa cù lao bãi ngựa vào khai thác với nhiều hoạt động thú vị như đua thuyền kayak, câu cá, thưởng thức hải sản dân dân. Chúng tôi đánh giá rằng là trong cái mùa du lịch hè này, lượng khách du lịch của các địa phương cũng như là của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đến với Vũng Tàu Marina rất là đông. Với cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng về cơ sở vật chất, về hình ảnh, về con người. Sắp tới đây Vũng Tàu Marina cũng sẽ đưa vào dịch vụ lưu trú, cụ thể là tại Gò Găng Homestay
ở đây du khách sẽ có cái dịp để trải nghiệm những cái buổi tối tại cái nơi mà thiên nhiên rất là hoang sơ hoang dã, và tổ chức các cái sự kiện như team building, đốt lửa trại và những cái hoạt động khác rất là thú vị. Trong khi đó, giá các khách sạn ở mức 3 sao, lựa chọn của phần lớn khách du lịch bởi mức giá mềm, các hoạt động đảm bảo về chất lượng dịch vụ cũng được chú trọng. Tại khách sạn Kiều Anh, để đáp ứng yêu cầu của khách, khách sạn đã liên tục có sự đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất phục vụ cho lượng khách dự kiến sẽ tăng cao trong mùa du lịch hè. Mặt khác, để tạo sự chủ động cho nhân viên ứng phó với áp lực khi có khách đông đột xuất, ban giám đốc khách sạn đã chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ trong nội bộ cho nhân viên tất cả các bộ phận của khách sạn. Đối với Kiều Anh thì nhân sự của Kiều Anh thì ổn định cho mùa cao điểm. Có nghĩa với cái số lượng phục vụ cho mùa cao điểm chứ không có phục vụ cho mùa thấp điểm, cho nên là nó không có sự dao động về cái nguồn nhân lực vào mùa cao điểm hoặc lễ Tết. Và chính sách của Kiều Anh thì thứ nhất là chính sách cũng giống như nhà nước. Nhân viên được vào Kiều Anh làm thì họ được hưởng tất cả các chế độ như là bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tất cả những cái ví dụ như được đi du lịch rồi được đào tạo thêm, được training thêm nghiệp vụ. Và vì vậy cái môi trường của Kiều Anh thì họ rất là thoải mái, nên là khi mà vào mùa cao điểm họ cũng không bị áp lực, và chúng tôi luôn luôn phải trau dồi kiến thức lên cho các cái nhân viên để họ luôn luôn họ được đào tạo, họ được đổi mới để họ phục vụ khách tốt hơn. Cùng với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp, ngành du lịch tỉnh nói chung, các địa phương nói riêng cũng tiếp tục có nhiều hoạt động với mục tiêu thu hút, giữ chân khách lưu trú dài ngày và chi tiêu nhiều hơn bằng việc tăng cường giữ gìn bãi biển, nơi công cộng sạch đẹp, kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển. Theo đó, Ban quản lý các khu du lịch các địa phương đã yêu cầu các khu du lịch bãi tắm trên địa bàn làm phao bơi có dây đeo và yêu cầu khách đeo vào tay khi tắm biển để phòng ngừa đuối nước khi xảy ra trôi phao, lật phao. Tăng cường lượng cứu hộ và các phương tiện cứu đuối trên bãi tắm, không cho du khách tắm biển ban đêm, trực cứu hộ bờ biển từ 5 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, Ban quản lý các khu du lịch cũng tăng cường tuần tra các bãi tắm, khu vực công cộng, không cho khách tụ tập ăn uống xả rác. Đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra tất cả các đơn vị cơ sở lưu trú. Thì chúng tôi tập trung vào các cái điểm đen mà thường bị du khách phản ứng, ví dụ như là giá nhà nghỉ thì thường thường tăng cao, hoặc là quán ăn là bị là khách thường thường phản ánh, để rồi là nhắc nhở các cái chủ quán phải chấp hành nghiêm túc. Đối với vấn đề trật tự vệ sinh môi trường thì hiện nay chúng tôi có 10 cái điểm mà phải được phân công bố trí các lực lượng. Tất cả các lực lượng của cả hệ thống chính trị, chúng tôi nói cả hệ thống chính trị tức là hiện nay là các đoàn thể của thành phố, rồi cũng phải ra rồi dùng cái uy tín của lực lượng công an là nòng cốt. Thì sau đó các lực lượng chủ vận động là chúng ta ngăn chặn không cho các hành vi tổ chức ăn uống nhậu nhạt ở nơi công cộng để đảm bảo cái trật tự vệ sinh môi trường. Đến hẹn lại lên, với ngành du lịch, mùa hè luôn là khoảng thời gian tất bật nhất trong năm. Kết theo đó là những khó khăn trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho khách, cũng như trong việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giá cả, dịch vụ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp, sự quyết tâm của chính quyền các cấp trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành du lịch, hy vọng khách du lịch sẽ có kỳ nghỉ hè thật thoải mái và nhiều ý nghĩa tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.